em xong chưa? Giờ này coi chừng kẹt xe. Em vẫn còn giữ cái áo đó hả? Sao không đem đi giặt đi? Hay là đem đi bỏ luôn cũng được mà. Tại sao phải bỏ? Tại anh thấy nó chỉ làm cho em buồn thêm thôi. Chuyện cũng qua lâu rồi mà. Cũng qua lâu rồi mà. Em nói cho anh biết, cái áo này em sẽ giữ nó cho tới suốt cuộc đời, để cho không bao giờ anh quên được cái chuyện đó xảy ra. Anh hiểu chưa? Anh hiểu rồi. Chết rồi, chết thiệt rồi. Chết cái gì mà chết? Sao anh nói với em là ký hợp đồng rồi mà? Thì ký rồi, nhưng mà chưa kịp đóng dấu. Bây giờ bên công ty đó đòi ký hợp đồng với công ty khác rồi. Trời đất ơi, cái hợp đồng quan trọng như vậy anh phải lo ký trước cho nó nhanh chứ. Tại nhiều việc quá rồi cái anh để đó rồi cái tự nhiên cứ quên luôn à. Trời ơi, sao trên đời này có người lỡ tơ mơ giống như anh vậy? Ba mà biết được là chết anh luôn á. Anh hay quá, bây giờ mà còn lo ba biết hay không nữa. Cái quan trọng là bây giờ nó đang ảnh hưởng tới công ty kia kìa. Trời ơi là trời, cái chuyện quan trọng như vậy mà ba đi giao cho anh, đáng lẽ là phải giao cho trưởng phòng Kim làm mấy chuyện này chứ. Hết đường đi tin cái người ngờ ngợt giống như anh vậy. Nè, nhà chủ tịch công ty đó ở đâu? Em hỏi chị. Tìm hướng giải quyết chứ làm sao nữa. Dạ cảm ơn, dạ cảm ơn bà chủ tịch ạ. Thế bà chủ, có người cần gặp ạ. Kêu vô đi. Cô cứ về đi, rồi tôi sẽ giúp cho. Dạ, dạ trong sự nhờ bà chủ tịch. Rồi. Đây cô này đây ạ. Dạ, chào bà chủ tịch. Đứng đợi tôi chút, còn cô đi làm việc của cô đi. Ủa, nãy cô nói cái này là cái gì tôi quên rồi. Dạ, cái này là nấm linh chi rừng quý hiếm lắm ạ. À, được rồi, tôi giúp cho. Về đi. Dạ, vậy chào bà em về. Dạ. Ngồi đi. Dạ. Dạ thưa bà chủ tịch, tôi có ít quà biếu bà dùng lấy thảo. Cái gì đây? Dạ thưa bà chủ tịch, đây là nấm linh chi tới cả trăm năm lần đó. Loại nấm này tôi nghe nói là tốt cho da mặt của bà chủ tịch lắm. Dạ lại còn tốt cho sức khỏe của ông chủ tịch nữa. Vậy hả? Đem quà tới đây chắc không chỉ để nói chuyện phím thôi đúng không? Dạ thưa bà chủ tịch, tôi là vợ của phó giám đốc công ty thực phẩm Tài Hoa. Có nghe tôi... Cái công ty đó là cái công ty nhỏ xíu mà. Dạ công ty của chồng tôi có ký hợp đồng với công ty của ông chủ tịch, nhưng mà chồng tôi có hơi sai sót, thành ra tôi muốn nhờ bà chủ tịch nói giúp giùm cho chồng tôi một tiếng với ông chủ tịch. Vậy là hối lộ đúng không? Không không phải hối lộ gì đâu, chỉ là một món quà nhỏ thôi mà mong bà chủ tịch nói giúp giùm một tiếng thôi. Bao nhiêu năm cô vẫn không thay đổi. Ồ, bà chủ tịch bầu bà biết tôi hả? Chút cú đá cầm. Không phải đâu. Trời ơi không phải, chắc chắn là bà chủ tịch không phải là người đó rồi. Xin lỗi bà chủ tịch nha, hồi đại học tôi có một người bạn, cái mặt của cô ta giống y như cái bánh chưng vậy đó. Trong một lúc thi đấu võ với nhau á, tôi có đá trúng cầm cô ta, thành ra tôi kêu cô ta là cú đá cầm. Nhìn thì cũng giống giống nhưng mà không phải đâu, bà chủ tịch sang trọng hơn nhiều, không phải là bạn của tôi đâu. Là tôi đây. Là tôi. Thủy Bách Chân. Thủy Bách Chân, đúng rồi. Cô là Thủy Bách Chân mà. Làm ơn, nói chuyện với người khác đừng chỉ chỏ vô mặt, mất lịch sự lắm. Công nhận hồi đó tụi mình vui thiệt ha. Mà
chỉ mới có một thời gian ngắn thôi mà mình thấy Thủy thành đạt và sang trọng quá à. Thành đạt cái gì đâu, cũng chẳng sang trọng gì. Mà nè, cái hợp đồng đó là cái gì? Bộ quan trọng lắm hả? Sao tới tận đây để tìm tôi vậy? Cũng là bạn bè với nhau, tôi nói thật cho Thủy nghe. Chuyện là chồng tôi có ký hợp đồng với công ty của ông chủ tịch, nhưng mà chồng tôi bị sai sót. Thành ra lần này tôi nhờ Thủy hết. Thủy giúp đỡ nó giúp một tiếng giùm với ông chủ tịch giùm tôi nha. Ủa nãy giờ nói nhanh quá nghe không kịp á. Cái gì? Vừa mới nói câu gì? Cái chuyện là cái hợp đồng của công ty. Không, không, cái câu trên kìa. Bạn á. Ừ, mình là bạn. Ủa, mình là bạn hả? Hồi nào vậy? Nói nghe nè, từ trước tới giờ tôi chỉ xem cô như là một kẻ thù. Tôi rất ghét cô và cô cũng rất ghét tôi. Cái gì đây? Dở thói côn đồ nữa hả? Mình xin lỗi. Một người có tính cách chợ búa, luôn cư xử như hành động thất học, suốt đời sẽ không bao giờ thay đổi được. Kẻ thất học. Ủa, sao cô không đá tôi ta? Đáng lẽ tôi nói câu này cô phải đá tôi chứ. Tốt lắm, biết khóa chân mình như vậy á. Tốt. Cái con nhỏ này. Cái gì? Nè, tôi nói cô nghe, cô muốn nói chuyện với tôi phải xem lại mình có đủ đẳng cấp hay không, hiểu chưa? Cái đồ mặt bánh chưng. Cái cục nhỏ này. Cái gì đây? Tính đánh tôi nữa hả? Ủa? Bộ trong xe mình hết nước rồi hả? Không có. Để anh tắp vô mua nước cho em nha. Khỏi đi. Không sao đâu, anh tắp vô mua nước chút xíu à. Em đã nói là thôi khỏi mà. Sao mày đánh vợ mày? Con đâu có đánh đâu à. Chuyện gì nữa? Em qua em gặp người ta rồi em nói cái gì vậy? Nói sao bây giờ người ta không chịu gặp anh luôn kìa. Giờ phải làm sao đây? Em có làm gì đâu. Ngày mốt là họ ký với công ty khác rồi. Trời ơi. Cái gì? Ngày mốt hả? Bây giờ hết thiệt rồi. Hết thiệt luôn rồi nè. Anh cứ để yên đó. Mọi việc cứ để em lo cho. Chết thì cũng phải chết cho thiệt anh hùng chứ. Lên cơn gì nữa vậy? Mình nói chuyện với nhau một chút nha. Chạy đi bắt tay. Nói gì? Nói đi. Chuyện của chồng mình á, mình mong là Thủy nói giúp giùm cho chồng Thủy một tiếng. Thủy bỏ qua cho mình nha. Giúp? Mình có thân tới mức để nhờ giả như vậy không? Chính vì vậy mình mới năn nỉ Thủy mà. Thủy giúp giùm cho mình nha. Sợi dây chuyền đẹp á. Thủy nói sợi dây này á hả? Thật ra thì tôi cũng tính mua một sợi dây chuyền y chang như vậy. Đẹp. Nếu như mà Thủy thích sợi dây chuyền này, hay là Thủy lấy đeo đi. Mình thấy sợi dây này cũng hợp với Thủy lắm á. Sao lấy được? Của cô mà. Có sao đâu. Mình thấy á, sợi dây chuyền này đeo vô cổ Thủy đẹp lắm á. Cũng đúng thôi. Tại vì tôi thấy sợi dây chuyền này khi đeo vô người của cô nó mất giá trị. Khi đeo vô người của tôi thì giá trị của nó bật lên hẳn. Lại dở cái trò gì vậy? Mình xin lỗi. Tới cho cô chủ. Thủy à. Thủy đang nói giúp giùm mình nha. Để coi.
Ê. Hả? Có chuyện gì hả Thủy? Sao giữa đường lại có vũng nước như vậy? Bước xuống dơ dài hết. Phải chi có ai lót đường cho mình bước xuống ha? Cứ để mình lo cho. Làm gì ạ? Để cho Thủy bước qua mà. Ai mà làm vậy kỳ quá. Không sao đâu, thì cứ bước qua đi. Vậy thì không thể nào xem thường lòng thành của người khác được. Cho bước qua cái nha. Cảm ơn. Đứng lên được rồi đó. Nhớ đóng cái cửa lại giùm. À, nãy giờ tôi thấy cô cũng có lòng. Thôi thì để tôi về nói với chồng tôi coi làm sao. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn mà. Yên tâm đi. Mà hình như cái mặt có vẻ không có vui đó nha. Bộ có chuyện gì hả? Đâu có đâu. Mình đang vui dữ lắm á. Sợi dây chuyền Thủy đeo cũng đẹp nữa. Thủy đi cẩn thận nha. Cảm ơn. Em không uống nước thôi, em ăn xì gum nha. Ăn cục xương gươm đi cho thấm giọng mà. Em đã nói là không ăn mà hết xương gươm rồi đại nước hoài vậy. Sao mà đánh vợ mày hoài vậy? Cô nào có đánh đâu bạn. Vậy để anh mở nhạc cho em nghe thư giãn nha. Không muốn nghe. Anh mở radio kiếm nhạc. Em không muốn nghe mà. Lại đánh vợ. Cô nào có đánh đâu bạn. Đánh đánh sao nó la. Một lần nữa là tao đánh mày đó. Em giúp coi thư giãn thôi mà. Vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, em biết tin gì chưa, em biết tin gì chưa? Ở bên đó đồng ý ký hợp đồng với anh rồi. Đủ rồi, à, thôi đi. Em sao vậy? Từ giờ trở đi, anh mà kêu em làm bất cứ chuyện gì mà liên quan tới cái công ty đó nữa là anh chết với em. Anh nghe rõ chưa vậy? Anh biết rồi, anh xin lỗi. Còn nữa, từ giờ trở đi em cấm anh đụng đeo cái áo này, anh nghe rõ chưa? Cái tính cách chợ búa cho nên luôn cư xử như hành động thất học. Làm gì vậy? Anh tấp vô lề mua nước cho em. Xe chạy đi. Đánh vợ, mày đánh vợ, đánh vợ, đánh vợ. Cô đang đánh đâu mà? Đánh vợ. Để con chạy. Nếu như không ai còn ý kiến gì hết rồi, coi như cuộc họp mình đến đây kết thúc nha. À quên nữa, nghe nói cái vụ hội thảo ngày mai là cô hiệu phó đi chung với cô Hoa đúng không? Dạ phải. Dạ. À, nghe nói là cái vụ này là cô chịu trách nhiệm chính hả? Công nhận à, cô giỏi thiệt à. Thầy quá lời rồi đó. Thực ra là năm nào tôi cũng làm mà.
Cảm ơn thầy nhiều lắm. Cô đúng là good, 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 good. Tôi không quá lời đâu. Nói chung nó đúng hơn là cô là cái niềm tự hào và là số 1 của trường này đó. Đề nghị tất cả chúng ta dành cho cô hiệu phó một tràng pháo tay đi. Dạ, đa tạ. Mọi người là tôi ngại quá. Dạ, xin đa tạ. Cô hiệu phó, không lẽ cô đáp trả lại tràng pháo tay của mọi người bằng cái tiếng thở bò mà? Không, không phải là tôi đâu. Thật ra là cái ghế đó. Đây, mọi người xem nè. Đó, là tiếng cái ghế thiệt mà. Em biết rồi, cô không cần phải đổ thừa cho cái ghế mà. Là cái tiếng cái ghế mà. Tôi không phải là đổ thừa đâu. Cô Qua, cô Qua. Tôi dạ? Có chuyện muốn nói với cô. À, có chuyện gì hả cô? Lời nói của tôi cô lúc nãy tôi không thích một chút nào hết. Cái chuyện hồi nãy em nói cô thả bom đó hả? Em chỉ giỡn thôi mà. Đó không phải là giỡn, mà đó là cố tình hạ nhục để phá hủy đi hình ảnh tốt đẹp của tôi thì có. Chuyện nhỏ xíu à. Mà cô nói cái gì mà tới phá hủy hình ảnh của cô lận chứ? Không ảnh hưởng đến hình ảnh của cô, nhưng mà hình ảnh của tôi thì có đó. Hình ảnh của cô phó là như thế nào chứ? Cô không biết, tôi sẽ nói cho cô biết. Hình ảnh của tôi là một người phụ nữ trong sáng, sạch sẽ, dặn ngăn nắp. Cô cười cái gì vậy? Tôi không có nói quá đâu. Chính thầy Quyền hiệu trưởng cũng đã nói với tôi như vậy. Thầy nói tôi là một người phụ nữ trong sáng, thuần khiết như là chai nước suối vậy đó. Không tin, cô đi hỏi thầy xem. Trời ơi, sớm như vậy mà hai người cũng nói được, hay thiệt á. Em thấy nha, hai người đúng là tâm đầu ý hợp. Hai người đúng là tâm... Cô vừa nói cái gì? Em không nói gì hết nha. Em chỉ đùa thôi, em có tiếc. Bye bye cô. Alo. À, dạ. Đợi tôi một chút nha. Hai đứa, hai em biết nhà của bạn Trang đúng không? Dạ biết. Nếu vậy thì hai bạn dắt cô qua nhà bạn Trang. Không biết sao mà hai bữa nay bạn Trang không có đi học gì hết á. Đi. Dạ cô ơi. Hả? Đợi tôi một chút nha. Dạ. Thật là con nít chứ. Ủa, sao, sao cô ạ? Em cũng sẽ làm cho cô vui lòng. Cô hiệu phó. Cô xong chưa? Dạ không thôi là trễ đó nha. Chờ tôi một chút, còn chuyện này nữa là xong. Tôi phải mang đóng hồ sơ để qua hiệu thầy hiệu trưởng. Cô mang hành lý xuống dưới xe giùm tôi nha. Nhớ nha. Thiệt tình đó. Trời đất ơi, cô đi 2 ngày mà giống như là cô đi cả tháng vậy đó. Thiệt tình. Là gì mà cô chạy nhanh dữ vậy? Làm ơn chạy chậm lại thôi. Cô có biết là chạy nhanh hơn 10 phút á là sẽ giảm 10 năm tuổi thọ không hả? Ôi trời đất ơi. Cái áo của tôi. Ôi trời đất ơi. Ôi nó dơ hết rồi, bây giờ phải làm sao đây? Em xin lỗi cô nha. Cái cô này thiệt tình à. Nè cô, em có khăn giấy nè, cô lau đỡ giùm em đi. Tại cái gờ chứ không phải lỗi tại em mà. Cô nghĩ lau bằng cái này mà sạch được hay sao hả? Áo này tôi vừa mới mua đó, chỉ mặc được cái vài lần thôi. Vậy mà cô thiệt tình à. Tất cả là lỗi tại cô hết á. Ôi trời. Nè cô Ba. Còn một cái vali nữa của tôi đâu? Hả? Hả? Ở đây có bao nhiêu cái là đủ hết rồi mà. Nhưng còn một cái dưới cầm bàn nữa mà. Ở dưới cầm bàn còn một cái vali nữa hả? Ôi trời đất ơi, tất cả quần áo giày dép của tôi ở trong đó hết đó. Em đâu có biết đâu. Cô nói không biết là xong chuyện đó hả? Tôi hiểu rồi. Cô đã lên kế hoạch trước chuyện này rồi đúng không? Hả? Giả bộ quên cái vali của tôi rồi đổ cà phê lên người của tôi. Cô thật là quá đáng. Cô cố tình mà đúng không? Trời đất ơi, em không biết thiệt mà. Em đâu phải là thánh đâu mà biết cô đem theo mấy cái vali chứ hả cô? Trời ơi. Rồi lát nữa tôi làm sao mà đi đi họp với bộ dạng này được hả?
Hay không may á, cô mặc áo của em đỡ đi. Cô nghĩ sao mà nói là tôi mặc đồ của cô được hả? Cô yên tâm đi, đồ của em cũng chỉ là size trung bình thôi à. Cô thử đi. Đồ của cô dài quá trời luôn nè. Công nhận dài thiệt ha. Giờ này mà còn cười được nữa hả? Em không có ý, nhưng mà em không ngờ là cô lùn vậy á. Tôi lùn nhưng mà tôi sang. Cố tình đúng không hả? Cô muốn chọc tức tôi là cô mới vui lòng đúng không hả? Chào cô Liễu. Dạ chào. Dạ còn đây là thầy Sang, đại diện bên Bộ Giáo dục. Dạ còn đây là cô Liễu, chủ trì buổi hội thảo lần này. Tôi nhớ năm ngoái cô cũng đảm nhận công việc này phải không? Rất cảm ơn sự hỗ trợ tận tình của bộ, cho nên là buổi hội thảo ngày hôm nay được chuẩn bị rất là chu đáo ạ. Rất hân hạnh được gặp cô. Dạ. Áo cô hình như hơi dài. Thôi tới giờ rồi, mình vào họ. Dạ xin mời. Dạ. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Dạ tôi xin lỗi ngài. Alo, làm tốt lắm. Tôi sẽ chuyển tiền cho các anh liền. Được rồi, hiểu rồi. Công nhận phim hay như vậy có một mình tiếc thiệt. Ai bảo cô dám chơi tôi chứ.